Xin chào mọi người nghe. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái bài thuốc mà nó trị hen suyễn rất là hay nha mọi người ha. Thì cái bệnh hen suyễn này mọi người cũng biết rồi đó, nó rất là khó chịu. Hôm trước mình cũng chia sẻ cho mọi người hai cái bài thuốc, một là từ cái vỏ của cây mãng cầu sim, hai là từ cái chỗ mà gừng với trà Lipton. Hôm nay mình chia sẻ thêm cho mọi người một cái bài thuốc về trị hen suyễn. Hồi nãy mình cũng cho mọi người thấy những cái loại cây đó rồi đó, mọi người ha. Thứ nhất mọi người chuẩn bị cho mình là cái lá hoa hồng. Lá hoa hồng nha mọi người ha, lá bông hồng á. Đó, đây. Lá bông hồng nha mọi người ha. Đây có gai 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 nè, thấy không? Thứ hai mọi người chuẩn bị cho mình á là cỏ sữa lá lớn nha mọi người ha. Mình lưu ý là cỏ sữa lá lớn chứ không phải là cỏ sữa lá nhỏ nha mọi người ha. Cỏ sữa lá lớn. Nãy mình cũng cho mọi người thấy rồi đó. Thứ ba là lá dâu tằm ăn. Người ha, dâu tằm ăn nha người ha. Rồi để không mất thời gian của mọi người thì mình xin phép mình vào bài thuốc ha mọi người ha. Thì để chuẩn bị cái bài thuốc mình chuẩn bị sau cái liều lượng của nó để thành một thang thuốc để mình sắc uống nha mọi người ha. Mọi người chuẩn bị cho mình nếu lá hoa hồng lớn cỡ này á, mọi người chuẩn bị cho mình từ 3 đến 4 lá hoa hồng lớn nha người ha. Còn lá nhỏ này thì mọi người chuẩn bị cho mình 5 đến 6 lá. Lá nhỏ nè, thấy không? Đây là lá nhỏ nè, đây là lá lớn nè. Đó mọi người thấy chưa? Nếu lá cỡ này thì mọi người chuẩn bị cho mình từ 3 đến 4 lá hoa hồng, lá hoa hồng màu gì cũng được hay mọi người ha, miễn là hoa hồng được rồi. Cỏ sữa lá lớn này mọi người chuẩn bị cho mình là 10 g. 10 g nha mọi người ha, 10 g. Tươi luôn nha người ha, lá hoa hồng cũng tươi luôn và cái cỏ sữa lá lớn này cũng tươi luôn. 10 g, một lạng là 100 g, mọi người lấy 10 g cho mình nha. Và thứ hai là cái lá dâu tằm ăn, mình lấy cái lá thôi, lấy cái lá thôi nha người ha. 20 g, mình lấy 20 g lá dâu tằm ăn nha, tươi luôn nha người ha, khỏi cần khô đi, tươi luôn đó. Rồi bao nhiêu đó là thành một thang thuốc trị hen suyễn cho mình mọi người ha. Thì để sử dụng sao tất cả mọi người rửa sạch cho mình, rửa qua nước muối loãng và rửa nước sạch lại để khô ráo cho mình ha. Sau khi khô ráo rồi mọi người có thể, nếu mà cái này dài quá, người sắc ra cái lá hoa hồng cũng vậy và cái lá này cũng vậy, người sắc ra nha, không có để nguyên hết người ha. Tất cả mọi người sắc nhỏ ra cho nó dễ ra cái tinh chất ở trong cái cây á mọi người ha. Mọi người đổ cho mình là 3 chén nước, nhớ là 3 chén nước nha người ha. Xong đổ 3 chén nước vào, mọi người sắc lại còn một chén hoặc ít hơn một chén một tí, sắc lại nha người ha. 3 chén nước sắc lại còn một chén hoặc ít hơn miếng cũng được, không cần chính xác lắm đâu, tại vì người nào mà mình sắc bằng cái điện á, cái siêu bằng điện á thì nó chính xác cũng chính xác, còn người sắc bằng tay canh không chính xác lắm đâu. Nó vậy, sắc còn bằng một chén nước, còn khoảng một chén nước. Mọi người chia làm hai uống trong ngày cho mình, uống sáng chiều hoặc trưa chiều. Một chén đó mọi người chia làm đôi, uống một nửa chén, còn nửa chén này bỏ ngăn mát tủ lạnh, đổ vô cái chai xong bỏ ngăn mát tủ lạnh, chiều uống tiếp nhiều ha. Đó là cái bài thuốc trị về cái bệnh hen suyễn, mà đó là bài thuốc về dân gian, thuốc nam mà thuốc dân gian, cũng rất là nhiều người đã áp dụng và đã hết. Nếu mình hợp bài thuốc thì mình sẽ hết nha người ha. Mình hiện tại mình có 3 bài thuốc, nếu bài thuốc này nữa là 3 bài thuốc. Chia sẻ về trị cái bệnh hen suyễn. Một là cái vỏ của cây mãng cầu sim. Mãng cầu gai là cái trái nhỏ, mãng cầu sim trái bự chua chua. Đó. Còn hai là cái bài từ của cái chị bên Mỹ á, chị chia sẻ với mình á, là cái bài đó là từ gừng và trà Lipton. Và bài này là bài thứ ba về lá hoa hồng, cỏ sữa lá lớn. Có hai loại cỏ sữa, một loại cỏ sữa lá nhỏ và một loại cỏ sữa lá lớn. Đây là cỏ sữa lá lớn và đây là cái dâu tằm ăn nha mọi người ha.
Thì mình chia sẻ thêm cho mọi người về cái cỏ sữa lá lớn này, về cái tác dụng của cỏ sữa lá lớn này thêm hả mọi người ha. Khi mà mọi người bị nứt nứt môi á, thường á, là mình không có xài mỹ phẩm á, thì vào những người mà vào cái mùa đông á, thường cái môi bị nứt nứt, có khi bị chảy máu đó, bị nứt nẻ, có khi bị chảy máu, ăn uống cũng khó khăn. Thì mình cũng chia sẻ cái mẹo nhỏ để cho mọi người sử dụng ha, nếu nhà mình có cỏ sữa lá lớn khi bị nứt môi. Đây mọi người thấy sữa không đó, sữa trắng nhách nè, mọi người thấm lên trét lên môi, thấm lên trét hết cái ngắt một khúc, thấm lên trét ngày 2 lần, đảm bảo mọi người dùng trong chừng 3 đến 5 ngày là cái môi mọi người rất đẹp mềm lại liền khỏi mỹ phẩm nha mọi người ha. Đó là cái mẹo ha mọi người ha. Cái này là dạng là mình cái dược thảo cho nên nó cũng không có cái không có tác dụng phụ, nhưng khi mình trét lên môi nó hơi dính dính, hơi dính dính, hơi khó chịu chút, nhưng về cái bệnh của mình thì mình trị thì 2 3 ngày, 3 4 ngày thì không có nghĩa lý gì hết mọi người ha, nó hết là mừng lắm, ăn uống khỏe re, đi ra ngoài đường khỏi sợ người ta nhìn người ta cười. Anh chị em nào mà mình sử dụng cái mỹ phẩm á, thì mình không nói, nó vẫn giữ cái môi mình mềm, còn mà nó không có bị nứt. Còn mà những chị em nào mà không có dùng mỹ phẩm quen á thì mình dùng cái này cũng được mọi người ha. Ngoài ra cái cỏ sữa này nè, nó còn trị rất là nhiều cái bệnh, ví dụ về bệnh sinh lý, ví dụ như bệnh lậu, rồi bệnh xuất tinh sớm, xuất tinh ngoài mà nó không đúng ý muốn của mình á, trị rất là nhiều bệnh. Cỏ sữa lá lớn nhưng rất là hay đó. Ngoài ra nó còn trị được cái bệnh là vắng sữa của người mẹ mới mới sinh đó mọi người ha. Vắng sữa đó có nghĩa là mình sử dụng cây này thì nó có sữa rất là nhiều cho trẻ trẻ sử dụng hơn người ha, cho trẻ 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 em sử dụng, cho trẻ sơ sinh đó, sử dụng rất là hay mọi người ha. Đó là những cái bài thuốc về cái cây sữa, cỏ sữa lá lớn này rất là hay. Thì hôm nào mình cứ chia sẻ nhiều hơn về cái cỏ sữa lá lớn, thì video thì nó không có thời gian nhiều cho nên mình cũng chia sẻ 1 hoặc 2 bài thuốc thôi hai người ha. Đó là bài thuốc về nãy mình đã chia sẻ cho mọi người xong rồi, bài thuốc về trị bệnh hen suyễn rất là hay. Anh em nào chị em nào hợp sử dụng hết bệnh rất mừng, không hết bệnh chuyển qua bài thuốc khác sử dụng người ha. Nếu muốn sử dụng thuốc nam thì mọi người nên sử dụng kiên trì, đừng hỏi mình 2 3 ngày hoặc bao nhiêu ngày. Mọi người sử dụng ít nhất từ 7 đến 10 ngày. Có thể những cái bài thuốc điều trị phổi mọi người sử dụng sẽ từ 2 tháng đến 3 tháng. Đó, thì bệnh phổi, bệnh gan từ 2 tháng đến 3 tháng mới có dấu hiệu rõ ràng. Chứ mọi người sử dụng 1 2 ngày hoặc 5 3 ngày không bao giờ có tác dụng rõ ràng. Đó là về cái thuốc nam, mọi người đừng hỏi mình là mấy ngày anh ơi, mọi người cứ sử dụng. Mình thấy lâu quá từ 10 ngày đổ lên, mình thấy lâu quá nó không có chuyển biến cái bệnh rõ rệt thì mình nên xem lại và mình đổi bôi thuốc. Ha. Tới lúc đó mọi người hỏi mình cũng không muộn. Thì mọi người chưa sử dụng. Mà cái lưu ý mọi người vậy nè, mọi người xem video, mọi người nên xem hết video. Để mình biết rõ liều lượng rồi mình biết rõ cái thuốc, chứ cái liều lượng thì thường thì mình nói xong mới có nói liều lượng, mà mọi người vừa vô cái mọi người comment họ hỏi mình liền chứ cũng mình thì mình cũng không có gì gọi là vấn đề gì hết á. Mình là mọi người không hiểu cứ hỏi mình trả lời hết đó. Còn sợ là sợ mọi mọi người mà không xem kỹ bài thuốc á, mà sử dụng sai bài thuốc á, thì nó rất là nguy hiểm thôi. Chứ còn riêng mình thì mọi người cứ comment, mình cứ trả lời thôi, không có vấn đề gì hết mọi người ha. Đó. Còn riêng mà cái số điện thoại ấy, thì giờ mình cũng không có tiện để sử dụng điện thoại, tại mình đi làm mọi người, hôm trước mình cũng chia sẻ mọi người rồi, cho nên mình cũng trong chỗ mình làm thì cũng không tiện xài xài điện thoại. Có rảnh những cái lúc như 1 tiếng đồng hồ giữa giữa ca là mình đi ăn cơm đó, rồi khi về thôi, mình không có tiện xài điện thoại, cho nên là mọi người cũng thông cảm. Nếu có việc gì gấp quá cần thiết dữ lắm luôn á, mọi người để số điện thoại lại cho mình sẽ điện lại cho mọi người. Còn những ví dụ như những cái vấn đề nào nó không quan trọng, mọi người có thể comment thì mình sẽ trả lời cho mọi người rõ ràng tất cả luôn, chứ mình không có né tránh bất cứ chuyện gì hết đó mọi người ha. Mình không có sợ gì hết, thì hôm trước mình cũng có tâm sự mọi người rồi. Mình đang làm một cái kênh, lập lên một cái kênh mới, kênh nấu ăn, để kênh nó tên là Về Bếp Thôi, Vào Bếp Thôi, Vào Bếp Thôi BTH, Vào Bếp Thôi BTH. Thì nếu như cái kênh này mà mình được thành công thì mình sẽ có cái hướng là mình ở nhà và mình chia sẻ mọi người hết. Lúc đó mình sẽ để số điện thoại lên cho mọi người gọi lúc nào cũng được, mình lúc nào cũng ở nhà hết mọi người ha.
Chị Kinh và Biết Thôi, thì nếu mà mọi người có nhã ý mà muốn giúp đỡ mình, muốn muốn qua ủng hộ mình bên này để mình có cái hướng để mình ở nhà luôn, rồi mình làm bài thuốc nam và chia sẻ. Đôi khi thì mình cũng có rảnh rỗi thì những cái chỗ nào có cây thuốc hay hay mà nhiều á, mình đem về luôn, mình phơi khô thì mình sẽ phát cho mọi người, mình sẽ tặng cho mọi người miễn phí để mình chữa cái bệnh. Mọi người chỉ trả tiền ship thôi, thì mọi người sẽ lấy thuốc mà mọi người chữa bệnh mình tặng không cho mọi người luôn, không có tiền bạc hết á, riêng mình. Còn anh em mà hỏi mình là kinh doanh này nọ, mình không có kinh doanh hết á. Và có mới anh chị em kêu mình là thầy bà gì, nhưng không phải, mình không có thầy gì mọi người ha, mình với mọi người là bạn đó, giống như mình đang chia sẻ cái những cái hiểu biết của mình cho mọi người thôi, chứ mình không có thầy bà gì hết nhưng ha. Vậy rồi cái link của cái kênh về Bíp Thôi nó sẽ nằm ở dưới cái phần miêu tả. Nếu anh chị em nào có nhà ý muốn qua hỗ trợ mình để mình thành công cái kênh đó mà mình ở nhà, thì cái link ở phần miêu tả, mọi người cứ vào đó ủng hộ bằng cách đăng ký, like và chia sẻ video cho người ha. Rồi video tới đây cũng dài rồi, hôm nay mình cũng nói hơi nhiều, mong mọi người thông cảm ha. Cuối video Hải cũng xin cảm ơn mọi người rất là nhiều, rất là trân trọng cái tình cảm của mọi người đã ủng hộ Hải và xem trọng và tin tưởng Hải dùng những bài thuốc của Hải để hết bệnh, thì mình cũng rất là mừng, rất là vui. Thì thôi, cuối video mình cũng xin chúc mọi người và gia đình có sức khỏe dồi dào và thành công trong cuộc sống, may mắn và thành đạt. Video Hải tới đây Hải xin kết thúc. Bye bye.